Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTV Tiên. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay do ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu nên tại Bắc Bộ vẫn là trạng thái thời tiết trời nhiều mây, âm u, có mây nhỏ vài nơi. Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ và trời cũng ấm dần lên. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay ở vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ phổ biến dao động từ 13 đến 16 độ. Vùng núi có nơi dưới 12 độ, trời vẫn còn rét. Đáng lưu ý là hiện tượng sương mù xuất hiện nhiều nơi dày đặc ở vùng ven biển và khu vực vùng núi khiến cho tầm nhìn xa giảm thấp. Đến trưa chiều, trời giảm mây hửng nắng nhẹ và nhiệt độ tăng lên ngưỡng từ 20 đến 23 độ ở khu vực đồng bằng và ven biển. Riêng một số nơi khu vực phía Tây Bắc Bộ cao hơn, có nơi trên 24 độ. Ở thủ đô Hà Nội, đêm nay trời nhiều mây, sáng sớm cũng có sương mù với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 16 độ. Nhưng đến trưa chiều thì trời hửng nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất trưa chiều cũng tăng lên ngưỡng từ 21 đến 23 độ. Nhìn xuống khu vực miền Trung, do ảnh hưởng của gió đông bắc kết hợp với địa hình nên ở khu vực Trung Bộ có mưa vài nơi, chủ yếu tập trung từ Quảng Trị trở vào cho đến Thừa Thiên Huế. Do có mưa nên nhiệt độ cũng không cao. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận dao động từ 21 đến 24 độ trời se lạnh. Nhiệt độ cao nhất 3 ngày khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ 20 đến 23 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ 26 đến 29 độ. Lưu xuống phía Nam, cả hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn là kiểu thời tiết về chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Về tình hình nhiệt độ thì về đêm ở vùng cao Tây Nguyên trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, còn từ 22 đến 25 độ là ở Nam Bộ trời se lạnh. Ban ngày cả hai miền trời có nắng với nhiệt độ cao nhất trưa chiều cho đến 3 ngày tới ở vùng cao Tây Nguyên từ 25 đến 28 độ, Nam Bộ từ 30 đến 33 độ, có nơi cao hơn. Chuyển sang thời tiết biển, do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu chậm, rãnh áp thấp ở phía Nam có trục khoảng từ 4 đến 7 độ vĩ Bắc, nên đêm nay và ngày mai vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo phía Tây quần đảo Trường Sa có gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Ngoài ra do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên đêm nay và ngày mai khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông, trong mưa dông cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh khiến cho tầm nhìn xa giảm thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 2. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.